Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại giới thiệu với các bác những bộ mic DB Acoustic. Đó. Đây chính là sản phẩm mic chính hãng của DB các bác nhé. Thì với cái hàng chính hãng và cái hàng trôi nổi thì sao? Khác nhau ở cái gì? Thứ nhất là nói về cái nguồn gốc xuất xứ, là hàng chính hãng nó có đầy đủ cho các bác. Nó đầy đủ các bác. Nó có đơn vị bảo hành, đơn vị cung cấp, đơn vị chính hãng, thì là chúng ta khi mà chúng ta mua thì chúng ta cũng không sợ bị hàng giả, hàng nhái như các bác nhé. Thì em lấy ví dụ như hàng chính hãng ở đây thì các bác có thể thấy này, đó, nó có tem của DB Acoustic này, nó có số seri này, nó có mã cào để các bác có thể test kiểm tra xem là hàng thật hay hàng giả này, và nó có mã QR đó các bác, để các bác có thể là quét để kiểm tra xem nguồn gốc xuất xứ, và nó có số hotline luôn, đó, có số điện thoại hotline luôn của tổng đài của bên DB Acoustic luôn. Đó, thì khi mà các bác lựa chọn những cái sản phẩm chính hãng thì là không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đó, các bác không, hoàn toàn không phải lo. Và cái đặc biệt nữa thì thường những hàng chính hãng thì hát rất là hay, tiếng nó rất là hay so với hàng nhái các bác nhé, tiếng nó rất là hay rồi. Đó, thì ở đây thì là chúng em nhập về cũng số lượng được 10 bộ. Đó, thì các bác nhanh tay đặt hàng. Đó. Thì em không làm thời gian mất thời gian của các bác nữa. Thì ở đây là em muốn giới thiệu với các bác những cái đôi bộ mic DB Acoustic mã là DB450 các bác nhé. Đó. Thì với thiết kế của cái đầu thu này thì các bác có thể thấy là nó nhìn nó rất là vuông, thành sắc cạnh, nhìn rất là gọn. Đó, nhìn rất là gọn, và đặc biệt là cái tem logo này là logo nổi nha các bác nhé. Đó, logo nổi. Đó, nhìn rất là đẹp. Thế còn cái màn hình thì ở đây là chúng ta có hai màn hình chung nó sẽ chia ra là channel A và channel B. Đó. Thì hai kênh các bác có thể là nhìn rất là dễ. Và đây thì nó có volume to nhỏ của kênh A, và bên này là volume to nhỏ của kênh B, và đây nó set của kênh A. Set ở đây là set tần số nhé các bác, dò lại tần số. Đây. Hai nút, và đây là chúng ta có thể chỉnh tần số ở đây. Nếu như nó bị trùng tần số thì các bác có thể chỉnh ở đây các bác nhé, rất là dễ dàng. Thì đó chính là về cái mic, bộ mic đầu thu. Còn tay mic thì sao, thì đây chính là tay mic này các bác này, đó, đều có DB Acoustic này, đó, rất là đẹp đúng không ạ, tay mic rất là đẹp và chuyên nghiệp luôn nhé các bác nhé. Thì cái chụp mic của nó là chụp bằng inox, khi có sử dụng thì các bác không lo bị rỉ nhé. Đó, chụp inox thì nó rất là ít bị rỉ, nó không như các cái chụp mic khác là bằng sắt thì là nó rất là nhanh rỉ, còn cái này là bằng inox để hát sử dụng thời gian lâu, 1 năm 2 năm không lo bị rỉ thôi nhá. Đó, và tay mic thì cầm rất là nặng luôn. Đó, thì đây là chính là về cái sản phẩm mic chính hãng DB Acoustic mà bên em là bán với giá rất là rẻ thôi. Đó, giá rất là rẻ thôi. Thì bây giờ thì em sẽ test cho các bác. Em sẽ test qua cho các bác để xem là chất âm của em này thế nào. Đây là bật lên này. Đó, có ngay. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, các bác thấy không? Tiếng rất là ấm và dày nhé, tiếng bass rất là dày luôn. Khi hát thì chúng ta khi mà những cái bộ mic ấy, bộ mic rẻ tiền, những cái bộ mic mà không đạt chất lượng ấy, thì khi mà các bác hát ấy thì tiếng nó rất dễ bị gọi là tiếng bass nó rất là mỏng tiếng. Tiếng bass rất là mỏng, mà khi các bác hát thì rất là nhanh chán và mệt. Đó, thì những cái bộ mic DB Acoustic này thì em thấy là tiếng bass của nó rất là dày. Em mano lại cho các bác nghe. 1 2 3 4 5 6. Khi mà những cái tiếng bass nó dày rồi ấy thì các bác hát rất là dễ, các bác hát bài nào cũng được, bởi vì nó vốn dĩ là cái tiếng bass nó là tiếng nịnh giọng các bác. Nó nịnh giọng. Khi mà các bác hát dễ rồi thì bài nào các bác cũng có thể chơi được. Đó. Thì đấy là những cái đặc điểm của cái dòng DB Acoustic này. Nó tiếng bass rất dày và sáng và trường hú cực kỳ tốt đấy. Để em sẽ bật lên. Để em test thẳng đôi loa này luôn. Đó. Không hề hú rít nha các bác nhé. Đó, nó thấy không? Không hề nó hú rít. Đó, mặc dù ở vang đây thì em chỉnh rất là đơn giản thôi, rất là sơ sài thôi. Đó, em còn lắp thêm cả nâng tiếng vào. Đó, đúng không ạ? Rất là đơn giản, rất là sơ sài thôi mà tiếng rất là hay và trường hú tốt. 1 2 3 4 5 6. Thì những cái bộ mic này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio các bác nhé.
thì các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.